Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách chia địa chỉ IP và dập netmask. Thì bữa nay để trước tiên làm quen với cách chia địa chỉ IP và netmask thì tôi xin hướng dẫn các bạn cách làm quen, tức là chuyển dãy số từ thập phân sang nhị phân. Ở đây tôi có chuẩn bị một cái ví dụ đơn giản như thế này. Cái phần màu vàng này là những cái phần số dư các bạn, chú ý chỗ này. Cái phần mà tôi đóng khung này là cái số chia, là phần số chia. Còn phần tôi không đóng khung ở trên này đó là số bị chia. Tức là tôi sẽ lấy 9 tôi chia cho 2 thì các bạn thấy nó sẽ là được 4 ha. 9 chia cho 2 được 4 và dư 1. Tương tự như vậy tôi lấy 4 này tôi chia cho 2 thì được 2 dư 0. Tương tự tôi lấy 2 chia cho 2 thì được 1 và dư 0. Như vậy còn 1 này chia cho 2 thì 1 không chia cho 2 tôi điểm ra tôi điểm nguyên ha. Tôi điểm 1 rồi đây. Được. Rồi. 1 này chia cho 2 thì nó chỉ được 1 thôi các bạn ha, được 1 và dư 1 ha. Rồi, như vậy một này không chia được nữa, tôi không chia nữa. Nếu chúng ta cứ chia như vậy thì nó sẽ ra cái số giống nhau. Chúng ta không chia nữa, tới đây chúng ta ngừng rồi. Chúng ta như vậy chúng ta chỉ cần tới là một chia cho 2 được 1 trừ 1 vậy thôi ha. Tới đây chúng ta để nguyên ở đây. Rồi, như vậy lúc này khi chúng ta chia xong các bạn thì chúng ta sẽ được một dãy số nhị phân đó là 1 0 0 1. Khi chúng ta được dãy số nhị phân chúng ta lấy từ dưới đấy lên các bạn, phần dư này chính là phần dãy số nhị phân của chúng ta này. Chúng ta ghi từ dưới đi lên, tôi ghi là 1 0 0 1. Thì 1001 này khi chúng ta đổi ra số thập phân, đổi ngược lại thì nó sẽ ra được số 9 các bạn. Thì cách đổi bằng cách nào? Thì để đổi bằng cách này thì trước tiên tôi lấy vị trí, các bạn thấy đây vị trí này vị trí số 1 từ phía bên tay phải qua. Rồi vị trí số đầu tiên vị trí số 0 này, tới vị trí số 1, vị trí số 2, vị trí số 3. Thì chúng ta có một hàm số mũ, muốn chuyển từ dạng nhị phân sang thập phân thì chúng ta phải dùng cái hàm số mũ. Đầu tiên tức là vị trí bên từ bên phải qua 1 này ha. Tức là vị trí là chúng ta muốn tính như vậy chúng ta lấy là hai mũ. Thì hai mũ với cái vị trí đó, ví dụ hai mũ ở vị trí đầu tiên là vị trí số 0 thì hai mũ 0. Rồi tương tự như số 0 đây là hai mũ 1. Rồi tương tự số 0 đây là hai mũ 2, tương tự đây là số cuối cùng số 1 đây là hai mũ 3. Hai mũ 4 là dư ha. Đó tôi viết nhầm gì đây. Như vậy ta đã có đủ bốn cái số này rồi ha. Đó. Tính là bên khi các bạn lấy hàm số mũ lấy từ bên phải lấy qua cho nó dễ, nên từ vị số 1 sát số bằng này. Hai mũ 1 này, hai mũ 0 này, hai mũ 1, hai mũ 2 và tới hai mũ 3. Thì chúng phải là hai mũ 0 thì khi mà chúng tôi hai mũ 0 thì chúng ta phải lần 1 các bạn ha. Hai mũ 0 lần 1. Tương tự hai mũ 1 thì bằng 2, hai mũ 2 bằng 4, hai mũ 3 thì bằng 8. Thì sau khi bằng ta đổi ra được một con số là 2 là 4 là 8 4 2 1 thì chúng ta lấy cái số mũ vừa làm này, chúng ta nhân với cái số nhị phân này, tức là cái vị trí tôi lấy đầu tiên luôn ha. 8 nhân với 1 là nhân với vị trí số đầu tiên các bạn này. 8 nhân với 1 tức là nhân vị trí đầu tiên. Tương tự chúng ta bảo là 2 mũ 2 bằng 4, 4 nhân 0 tức là 0 là cái vị trí số 2 này, tính từ bên trái đến qua. Tương tự như vậy là 2 mũ 1 thì bằng 2. Như vậy 2 thì nó nhân với 0 tức là nhân vị trí số 3 này. Rồi tương tự như vậy là 1 nhân với 1, 1 nhân 2 mũ 0 thì bằng 1 này các bạn. Mà 1 thì nhân với 1 ở cái vị trí số đây này, vị trí số 0 này ha. Như vậy chúng ta ra được 9. Như vậy chúng ta phải là 4 nhân với 1 là 8 nhân 1 thì bằng 8 đúng không? 4 nhân 0 bằng 0, 2 nhân 0 bằng 0, 1 nhân 1 1. Như vậy chúng ta phải là 8 cộng với 1 thì bằng 9. Đó. Đó là cách chuyển đổi từ dạng thập phân sang nhị phân và cách chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân. Thì tóm lại là chúng ta muốn đổi từ thập phân sang nhị phân thì chúng ta chia cho 2 thôi các bạn. Rồi chúng ta muốn đổi từ nhị phân sang thập phân trước tiên chúng ta lấy mũ của cơ số 2, chúng ta lấy hai mũ của cái vị trí đó lên rồi chúng ta nhân, chúng ta end với cái dãy số này, chúng ta end với cái dãy số 1001 này thì nó ra được cái kết quả là 9 này. Thì 9 này chính là thì chúng ta sẽ ra được cái đáp án của số thập phân đó là bằng 9 ha. Đó là cách chuyển đổi qua lại. Rồi, thì đó là cái cách tôi giới thiệu các bạn là cách chuyển đổi từ thập phân sang nhị phân và nhị phân thập phân. Thì như vậy thì đây chúng ta thấy hàm số mũ thì bây giờ chúng ta sẽ học tiếp cái phần nữa là các bạn phải nhớ hàm số mũ. Ví dụ như bây giờ tôi lấy là 2. Như vậy 2 mũ ha. Thì tôi lấy 2 mũ 0 thì kết quả chúng ta sẽ là bằng 1. Tương tự như vậy là 2 mũ 2 à 2 mũ 1 thì chúng ta sẽ bằng là 2. Tương tự như vậy các bạn, dưới đây đã là 2 mũ 2. Đó. Thì bằng mấy? 2 mũ 0 rồi đúng không? 2 mũ 1, 2 mũ 2 thì bằng 4. Rồi tương tự như vậy các bạn lấy tiếp 2 mũ. Các bạn phải biết học thuộc cái hàm số mũ này các bạn nhé. 2 mũ 3 thì bằng 8.
Rồi, tương tự 2 mũ 4 thì bằng 16. Chúng ta phải học thuộc cái hàm số mũ này để chúng ta tính toán tỉ số AB cho nó nhanh hơn. Chúng ta nhẩm nó cũng dễ ha. Rồi 2 mũ 5 thì bằng 32. Rồi tương tự như vậy, 2 mũ 6 thì bằng 64. Rồi tương tự như vậy, 2 mũ 7 các bạn ha. 2 mũ 7 bằng 128. Tương tự như vậy chúng ta sẽ nhớ tiếp nữa là 2 mũ 7 6 rồi đúng không? Rồi bây giờ tới 2 mũ 7. 2 mũ 7 thì bằng 2, tôi biết nhầm ở đây các bạn. 2 lần 2 mũ 6 lần 2 mũ 7 đây đi. 128 tới 2 mũ 8 thì chúng ta sẽ bằng 256 ha. Rồi, tương tự như vậy chúng ta có 2 mũ 9. Thì chúng ta bằng 512. Đó, đây là các hàm số mũ chúng ta cần phải nhớ ha. Tương tự như vậy lấy thêm đi 2 mũ 10 thì chúng ta sẽ bằng 101024. Rồi tương tự chúng ta nhớ tiếp hàm số mũ nữa các bạn, đó là 2 mũ 11 thì chúng ta sẽ bằng là 2048. Đó, đó là cách tính hàm số mũ đó. Rồi ví dụ lấy tiếp nữa là 2 mũ 12 thì chúng ta sẽ bằng là 4096. Rồi, tương tự chúng ta lấy tiếp hàm số mũ nữa là 2 mũ 13 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ bằng là 8192. Rồi, tương tự chúng ta nữa là 2 mũ 14. Thì chúng ta sẽ bằng 16384. Rồi, tương tự như vậy các bạn nhớ tiếp ha. Thôi tôi triển khai nãy rồi tại vì nó nhiều quá rồi, chúng ta chắc chúng ta cũng chỉ cần tính như vậy thôi. Thì đây là cách chăm nhớ hàm số mũ các bạn phải nhớ. Đó. Rồi, thì đây là một dãy số chúng ta cần phải nhớ. Trước tiên thì chúng ta phải bước 1 ha. Bước 1 thì các bạn cần phải nhớ cái mục này. Rồi, tiếp theo đây là bước 2 ha. Đó, thì bước 2 các bạn cũng cần phải nhớ cái mục này. Đó, thì khi chúng ta nhớ được hai bảng này rồi thì các bạn chúng ta chuyển đổi cũng rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều ha. Rồi sau khi các bạn nhớ được cái mục đó xong thì các bạn phải nên biết thêm một số nữa. Ví dụ như thông thường thì các thiết bị của chúng ta thì được tính bằng 2 mũ n số nhị phân đó, với n là số bit chúng ta mượn thì n chúng ta sẽ chạy bắt đầu từ 0 cho từ 0 ha, chạy tới số tập phân nó đó ha, nó chạy từ 0 cho tới 2 mũ n trừ 1. Còn lại số nhị phân của nó thì nó sẽ là các bit của ta là có 8 bit ha, thì nó từ 0000 cho tới 111. Rồi, thì chúng ta nhớ các bạn, tôi sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản để chúng ta nhớ cái cách chia hàm số mũ như thế này. Ví dụ như chúng ta cho n bằng 2. Bit n nhỏ đi cho nó dễ. N bằng 2 tức là chúng ta sẽ mượn 2 bit ha. Thì cho n bằng 2 thì chúng ta sẽ suy ra
chúng ta suy ra có vẻ là các bạn có một công thức đó là 2 mũ n phải lớn hơn 2, ta có công thức là 2 mũ n phải lớn hơn bằng m. Với m các bạn rồi, rồi ta có n bằng 2, viết lại đề này ha, ta có n bằng 2. Tôi lấy một cái ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn. Thì các bạn phải có tiếp một cái công thức nữa thì chúng ta sẽ suy ra được, suy ra ta có cái công thức là 2 mũ n phải lớn hơn hoặc bằng m các bạn. Thì đây là cái này nó không có cái gì. Rồi, thì chúng ta có phải là nếu n bằng 2 thì các bạn phải suy ra đúng không? Suy ra tức là chúng ta sẽ có là 2 mũ 2 thì phải bằng 4. Ví dụ chúng ta chia làm 5 mạng đi, là chúng ta chia làm 3 mạng thì chúng ta phải mượn là 2 bit. Thì đây là cho n bằng 2 thì có phải là 2 mũ 2 phải bằng 4. Vậy 4 thì lúc này thỏa điều kiện là lớn hơn hoặc bằng 3 rồi, tại vì chúng ta đang cần chia là 3 mạng. Rồi, một cái đề nó cho như vậy thì chúng ta sẽ đổi ra. Ví dụ như bây giờ chúng ta có nhớ này, chúng ta có một cái dãy số đó là 0 0. Rồi, 0 1. Rồi. Rồi tiếp theo nữa là gì đây? Rồi tôi đổi này tại vì chúng ta đang định dạng, đối chuyển dạng ra thôi. 00 này, 01 này. Rồi tiếp theo gì đây nữa? Là 10 này. Rồi. 11. Thì chúng ta đổi xong thì nó ra có phải là 2, cái đổi cái này ra đúng không? Đổi ra cái đấy. Từ đây dãy số mũ này, chúng ta triển khai ra bằng có phải là 2 mũ 0. 2 mũ 0 bằng 1 và 1 n 0 bằng 0. Rồi 2 mũ 1 thì bằng 2, 2 nhân với 2 n với 0 ở đây thì nó phải bằng nó cũng bằng 0 luôn. Như vậy bất cứ số nào n với 0 nó cũng bằng 0, như vậy kết quả chỗ này sẽ là 0 ha. Số thập phân của chúng ta sẽ là 0. Rồi tiếp theo chúng ta đây nữa, đây là 2 mũ 0. 2 mũ 0 thì bằng 1 mà 1 nhân với 1 thì bằng 1. Còn đây là 2 mũ 1 chứ chỗ vị trí số 0 đầu này. 2 mũ 1 2 mũ 1 thì bằng bằng 2, 2 nhân 0 bằng 0, như vậy chỗ này chúng ta lại là 1 ha. Đối với tập phân chúng ta là 1. Rồi chúng ta có một cái kết quả này đó là 2 mũ, cái này cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ ghi là bằng mấy các bạn? Bằng 2 đúng không ha? Tại vì ta bằng 2, tại các bạn thấy nhé, cái số 0 đầu tiên này tức là 2 mũ 0, 2 mũ 0 bằng 1, 1 n với 0 thì bằng 0. Như vậy tiếp theo vị trí là 2 mũ 2, 2 mũ 1 thì bằng 2, mà 2 nhân với 1 thì bằng 1. 2 nhân 1 thì bằng 2. Như vậy kết quả chúng ta bằng 2. Tương tự chúng ta đây là số 11 thì chúng ta phải là 2 mũ 0 thì bằng 1. Rồi. Rồi tiếp theo là 2 mũ 1 thì bằng 2. 2 nhân 1 thì bằng 1. 2 1 bằng 2 nhé. Như vậy 2 cộng 1 bằng 3, như vậy chúng ta bằng 3 đúng không? Đó, đây là kết quả. Như vậy 3 thì có phải là bằng cái số 3 này các bạn này. 3 này thì nó có phải là bằng với gì đây? Bằng 2 mũ 2 trừ 1 không? Ha. Thì chúng ta sẽ bằng là 2 mũ 2 chúng ta trừ đi 1. Đó. Đó là kết quả. Thì đây kết quả của ta đây là như vậy, chúng ta đã có đáp án rồi ha. 2 mũ 2 bằng 4, 4 trừ 1 có phải bằng 3. Cái chuyển đổi của chúng ta. Rồi tương tự như vậy các bạn có thể chuyển đổi khác ha, cái ví dụ khác. Đó. Đó là cách chuyển đổi. Tiếp theo tôi sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa cho các bạn dễ hiểu hơn. Đó, cái ví dụ này ví dụ như là ví dụ ha, chúng ta có
n ha. N của chúng ta chính là bằng 3 đây, chúng ta lúc trước là chúng ta bước đã biết các bạn ha. Thì tương tự như công thức trên thì chúng ta có phải là 2 n lớn bằng 3 mà chúng ta chia ra làm mấy mạng đây? Chúng ta chia làm 3 mạng chẳng hạn thì chúng ta cũng phải làm như vậy, tương tự như vậy ha, tùy các bạn. Rồi. Thì tương tự như vậy thì chúng ta sau khi chúng ta làm xong rồi, chúng ta lấy cái ví dụ này là cái chuyển đổi ha. Ta ví dụ này để cho mình họ cái này ra thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ cho tiếp một cái bảng nữa, các bạn phải nhớ cái bảng này. Đó là bảng tính sum đến max, bảng này dùng để tính sum đến max này ha. Bảng 1. Rồi. Thì chúng ta có dãy số thưa các bạn, chúng ta có dãy số nhịp phân của chúng ta là gồm có 8 bit, đúng không? Thì cứ mỗi một tôi ví dụ đầu tiên trước khi vào này tôi sẽ giảng sơ một chút chỗ này. Chúng ta có dãy số nhịp phân, tôi ví dụ tôi có dãy số nhịp phân là 1.0 ha. 1.0.0. Rồi, .1 đi. Thì cứ phải đây là một dãy số IP. Tôi lấy cái ví dụ đây ha, IP. Tôi có số IP là 1.0.0.1. Như vậy mỗi một ôn này chính là một octet ha. Như vậy tổng cộng của tôi có 1 octet, 2 octet, 3 octet, 4 octet. Như vậy mỗi một octet này thì các bạn nên nhớ, khi mà chúng ta chia ra đó ha, chúng ta chia để dấu nhịp phân, thì nếu chúng ta để không như thế này, tức là cái bit này, nếu bit này lớn ha, chúng ta có cái bit. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn lấy số này, chúng ta đổi ra để số nhịp phân thì nó có số khác. Tôi lấy số tùy các bạn đổi ha. Rồi tương tự như vậy, số cái mắc của cái này là lớp này là số 1, lớp 1 của chúng ta thì được giới hạn bởi từ 1 đến 126, 127. Lớp đó là lớp A. Đây là lớp mạng ha. Lớp mạng của chúng ta thì được chia làm 5 lớp các bạn ha. Rồi. 5 lớp thì chúng ta có lớp gì đây? A này, lớp B, lớp C, lớp D và lớp E. Như vậy có 5 lớp mạng. Lớp thứ nhất là lớp A. Lớp A thì chúng ta tưởng được là giới hạn bắt đầu từ 0 cho tới 0 các bạn ha. Cho tới 127. Rồi. Lớp B thì chúng ta thì được là từ 128 cho tới 191. Rồi tới lớp C của chúng ta thì là 192 cho tới 203. 223 ha. Rồi, tới lớp D của chúng ta là từ 124. À 224. Cho tới 240, 2239 ha, 239. Còn lớp E chúng ta sẽ là từ 240 cho tới 255. Rồi, thì tôi xin giải thích một chút ở chỗ này. Ở đây của chúng ta có 4 lớp, có 5 lớp. Nhưng lớp 1 thì chúng ta được đặt quyền đặt IP từ lớp từ 0 cho tới 127. Lớp B của chúng ta là từ 128 tới 191. Lớp C là 192 đến 223. Lớp D là 224 đến 239. Từ lớp E là từ 240 cho tới cái số 255. Nhưng mà các bạn lưu ý ở cái lớp này, đó là cái lớp A này. Thì lớp A các bạn nên nhớ số 0 và cái số 127 thì thường chúng ta không sử dụng đặt cho DCIP. Rồi. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta loại như vậy, lớp A này chúng ta thường loại số 0 và số 127 ra, chúng ta không đặt làm IP. Tại 127 này là địa chỉ lookback rồi. Địa chỉ này thì đã được Microsoft sử dụng và cài đặt trên máy Windows. Khi chúng ta học thì chúng ta làm thì chúng ta không đặt IP thì tự động máy cũng sẽ có cái số 127 này nè. 127.xxx gì đó. Rồi tương tự như vậy lớp B này cũng có một cái địa chỉ lookback nữa. Đó là địa chỉ 191 này chúng ta cũng không dùng đặt IP. Tại vì đây là địa chỉ lookback. Như vậy chúng ta địa chỉ lookback ha.
Địa chỉ lúc bắt của chúng ta thì có hai địa chỉ, đó là bắt đầu từ 127. Đó. Rồi chấm x gì đó ha, chấm x, chấm x. Rồi tương tự địa lúc bắt thứ hai của chúng ta đó là 191 ha. Rồi chấm x. Chấm x, chấm x. Đó, đây là lúc bắt. Rồi, các bạn cần phân biệt hai địa chỉ này ha. Rồi đó là địa chỉ lúc bắt. Như vậy vậy đây là địa chỉ lúc bắt. Rồi như vậy còn cái địa chỉ thứ lớp C này thì chúng ta không bị loại cái nào hết, chúng ta sử dụng được hết. Còn địa chỉ lớp D này là địa chỉ multicast thì địa chỉ này chúng ta cũng chưa sử dụng. Còn địa chỉ này là địa chỉ lớp E này cũng là địa chỉ từ chữ. Như vậy hai cái lớp này thì chúng ta chưa phân thì chúng ta sử dụng ha, chúng ta mới sử dụng từ lớp A đến lớp C thôi, còn lớp D lớp E thì chúng ta chưa sử dụng. Rồi thì các bạn chú ý ở đây, như vậy khi nhìn vào một địa chỉ IP như thế này thì chúng ta biết nó thuộc lớp nào thì chúng ta dễ rồi, chúng ta chỉ cần nhìn vào octet đầu tiên này các bạn này ha. Đó, ví dụ như chúng ta vào octet này. Rồi, thì chúng ta nhìn vào octet đầu này các bạn này. Ví dụ octet đầu là số 1 thì chúng ta nhìn coi, chúng ta điền số 1 chúng ta bỏ vào cái khoảng mạng này coi nó thuộc lớp nào. Số 1 thì chúng ta bỏ vào khoảng này thì biết ngay nó là ở khoảng lớp A rồi, như vậy số mèo lớp A. Ví dụ bây giờ tôi cho một số IP thứ hai đó là 153 rồi .0 à, hay chấm gì đó tùy các bạn ha, .1 chẳng hạn. Như vậy các bạn thấy ở đây tôi có cái IP thứ hai. Như vậy IP thứ hai là 153, 153 thì đem vào cái khoảng 1 này có hợp không bạn? Nó không được là nó lớn hơn cả 127 nữa rồi. Như vậy chúng ta đem một khoảng 2. Như vậy lúc này có khoảng 2 thì lúc này cái khoảng 2 này là hợp, tại vì nó nằm ở trong khoảng từ 192 đến 223, như vậy biết ngay ở đây là IP ở lớp B ha. Như vậy tương tự như vậy tôi cho tiếp số 1912 rồi cũng .2.168 đó .1 và .1 chẳng hạn. Như vậy chúng ta nhìn vào IP này chúng ta phải phân biệt được nó ở lớp nào, đó là cách nhận dạng. Tôi đang chỉ các bạn cái cách nhận dạng nhìn vào IP làm sao biết nó ở lớp nào. 192 thì các bạn thấy đây thì nó cũng nằm ở trong cái lớp này thì nó cũng là IP lớp C rồi ha, lớp C. Còn IP này là 153 thì nằm ở con này, nó là lớp B. Tại 128, 191 thì nằm lớp B nè, như vậy 192 thì nằm ở lớp C. Đó, tương tự như vậy các bạn muốn cứ nhìn vào cái octet đầu tiên này để các bạn phân biệt nó ha. Rồi, đó là tôi đã đi qua cho các bạn biết là chúng ta có mấy lớp mạng và phân biệt các cái lớp mạng này. Và kết thúc các ba lớp mạng các bạn thấy, ví dụ lớp mạng này thì đây là một octet, đây là một octet, đây là một octet, đây là một octet. Và ví dụ cái octet này các bạn thấy nó ở lớp C, lớp A đúng không, hoặc lớp B hoặc lớp C. Thì các octet này nó được khóa bởi các số 255 khác nhau, khóa khác nhau. Ví dụ ở lớp này thì số 255 nó nằm ở đây. Đó, còn lớp này thì nó là 255. Rồi 255. Tại sao lại như vậy các bạn? Lớp A này thì nó sẽ có tổng cộng nó sử dụng có 8 bit ha. Lớp B thì nó là 16 và lớp C thì nó là 24. Rồi lớp E thì nó là 32. Rồi tương tự như vậy nó tăng lên ha. Để các bạn tăng. Thì đây tương vị lớp này nó là 255. 255. 255. Rồi, đằng sau là .0 đi ha. Đó. Rồi, sau khi đã xong được rồi thì các bạn chú ý ha. Đó, tôi cho màu cho các bạn dễ nhìn. Rồi, sau khi xong rồi các bạn chú ý tiếp. Như vậy chúng ta đã phân biệt được các cái subnet mask nó khóa. Nếu lớp A nó bị khóa đầu, lớp B nó bị khóa một thứ hai, lớp C nó khóa một thứ ba này, octet thứ ba này. Như vậy mỗi octet này các bạn tương ứng như sau. Tôi dịch trên đây chút cho các bạn dễ xem, dễ làm. Rồi các bạn thấy này, ví dụ như bây giờ cái octet này thì mỗi một octet thì nó được biểu diễn với các số, nếu chúng ta mượn mấy bit thì nó còn bao nhiêu bit đó ha. Cái này biểu diễn sai số. Đây,
Tôi ví dụ bây giờ các bạn có octet này. Rồi, thì các bạn thấy đây. Octet này là số 255, octet là số 0, octet số 0 số 0. Như vậy 255 này khi các bạn chia ra số nhịp phân thì nó sẽ được có các cái số khác, số bit khác nhau. Thì khi các bạn chia dãy số 255 này ra các cái dãy số nhịp phân thì các bạn sẽ được 8 bit. Như vậy khi chia ra bit thì chúng ta sẽ có các bit là 8 số 1 ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tương tự số 0 này các bạn vào đem chia ra số nhịp phân, tức là bạn chia cho 2 á thì nó lại ra số 000. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 này tức là 8 bit các bạn ha. Tương tự như vậy, chỗ đây cũng vậy. Rồi, đây cũng 8 bit ha. Rồi, đó thì khi các bạn chia cái số 255 này số lại ra thế này, tương tự một dưới này các bạn chia cũng vậy luôn nữa ha. Đấy. Các bạn cũng chia được 8 bit. Đó. 255 này khi các bạn chia nhị phân được 8 bit, đổi cho nhị phân, chỗ này bạn đổi ra thì nó được rồi, không rồi ha. Đó. Rồi tương tự chỗ này các bạn cũng có thể chuyển đổi ra luôn. Rồi cái chỗ này các bạn có thể chuyển đổi ra luôn. Rồi. Thì khi tôi chia ra nhị phân thì nó ra được dãy số như thế này. Như vậy các bạn thấy mỗi khi chúng ta có các bit thì nó được, các bit mà đã được sử dụng thì nó sẽ bằng 1, còn cái bit mà chưa sử dụng thì nó bằng 0. Rồi hot thì nó có khóa như vậy. Đó là các cái IP ha. IP này set mask. Rồi và đây là các cái bit. Đó. Rồi, sau khi xong này thì tương tự như vậy các cái ô dưới đây ha, các bạn cũng phân biệt cho bạn như tôi. Rồi, đó là các ký hiệu. Rồi, sau khi các bạn biết các ký hiệu xong rồi, các ta phân biệt được bit, lớp mạng rồi các octet rồi. Như vậy cái mục này là một octet các bạn ha, một octet này. Đó, như vậy tổng cộng ta có 4 octet. Rồi, thì chúng ta có 4 octet, các bạn chú ý. Ví dụ bây giờ chúng ta mượn bao nhiêu bit hay là sao đó thì tùy chúng ta tính tiếp. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đổi dãy số tiếp các bạn phải phân biệt tiếp chỗ này, chúng ta phải nhớ cái bảng này. Bảng này chúng ta sẽ có cái 8 bit chẳng hạn ha. Rồi, 8 bit bằng 0 thì khi chúng ta đổi hàm số mũ ra thì chỗ này nó sẽ là bằng 0 các bạn ha. Như vậy chúng ta có 8 bit tiếp, để tôi ghi luôn một lọ đi. Rồi, đầu tiên các bit của chúng ta bằng 0. Nếu như bây giờ chúng ta mượn 1 bit ha, thì các bạn nên nhớ bit mượn của chúng ta nó sẽ được ghi là số 1, chính số 1 ha. Đó, thì chúng ta có 8 bit. Rồi, 8 bit chúng ta mượn số 1 thì chỗ này, chúng ta mượn bit ở này, chúng ta đếm vị trí số 0 này. Rồi tới số 8 thì khi đây chúng ta là 2 mũ 7. 2 mũ 7 thì nó sẽ bằng là 128. Rồi tương tự như vậy. Tôi đóng không cho các bạn dễ nhìn.
Đó, tức là cái này tôi mượn một bit, lúc này tôi không mượn bit nào thì khi thì tôi lấy mũ 2 lên rồi tôi end với cái dãy số như này thì nó ra được không. Còn bây giờ tôi end, tôi lấy mũ 2 lên xong thì cái và cái tất cả cái này tôi end không bằng không hết, còn có một số 1 thì cái mục số 1 cuối cùng này, tức là tôi lấy 122 mũ ra 2 mũ 7 thì các bạn có phải là xong khi các bạn 2 mũ 7 thì bằng 108, bạn nhân với 1 thì nó sẽ là bằng bằng 108 luôn đúng không? Rồi cái cộng lại không bằng không bằng 108. Tương tự như vậy cái bit này bit mượn, tôi mượn 2 bit thì chúng ta sẽ có hai số 1 ha. Tương tự như vậy đây tôi mượn 3 bit các bạn. Rồi tương tự chỗ này tôi mượn là 4 bit ha. Rồi chỗ này tôi mượn là 5 bit chẳng hạn. Và chỗ này tôi mượn 6 bit. Chỗ này tôi mượn là 7 bit. Rồi chỗ này tôi mượn 8 bit luôn. Đó, thì những bit mượn thì nó được đánh là số 1, còn những bit không mượn thì được là số 0 các bạn ha. Như vậy chúng ta mượn 2 bit thì chúng ta phải mũ lên, tức là sẽ bằng là 2 mũ 7 cộng 2 mũ 6 rồi nhân với cái hai cái vị trí này mình có 1 số 1 thì chúng ta sẽ bằng là 192. Tương tự như vậy các bạn, đây các bạn end xong ở đây nó mượn 3 bit thì các bạn lấy bằng là 2 mũ. Tôi tính từ bên trái đến qua các bạn ha. Tính từ bên trái đến qua tức là bằng 2 mũ 7 cộng 2 mũ 6 cộng 2 mũ 5 thì chúng ta sẽ bằng là 224. Tương tự như vậy tính từ bên trái đến qua bằng 2 mũ 7 cộng 2 mũ 6 cộng 2 mũ 5 cộng 2 mũ 4 thì chúng ta sẽ bằng là 240. Đó. Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ bằng là 2 mũ 7 cộng 2 mũ 6 cộng 2 mũ 5 cộng 2 mũ 4. Đó. Cộng 2 mũ 3 ha. Thì chúng ta bằng 248. Tương tự như vậy dưới đây chúng ta sẽ bằng là 252. Rồi chúng ta ở đây cũng tương tự vậy, chúng ta sẽ bằng là chúng ta cũng tính y chang vậy ha. Rồi chúng ta sẽ bằng là 254. Rồi chúng ta cuối cùng sẽ bằng là 255. Rồi. Rồi khi chúng ta nhớ thì trong cái dãy số này chúng ta sẽ loại ra hai phân vùng chúng ta không sử dụng, tại vì một tuần tất cả các số khi đặt là máy bi thì tất cả các số các cái octet không được bằng không, không được đồng thời bằng không mà không được đồng thì bằng một, tùy theo các lớp ha. Dãy số đó các bạn nên nhớ hai dãy số này chúng ta không sử dụng tại vì nó đồng thời bằng không và đồng thời bằng một, chúng ta không đặt máy bi mà chúng ta chỉ được đặt trong cái khoảng này thôi. Đó. Rồi đó là cái cách mà chúng ta phải nhớ bảng tập phân của nó để tính sự trước mắt. Tương tự chúng ta khi chúng ta mượn bit chúng ta tính bước nhảy, thì khi tính bước nhảy thì chúng ta có công thức là 2 mũ 8 trừ n. Bước nhảy thì bước nhảy của chúng ta sẽ có công thức là 2 mũ 8 trừ đi n. Rồi và n là số bit mượn này các bạn ha. 2 mũ 8 trừ n mà n là số bit mượn. Như vậy công thức tính bước nhảy thì chúng ta một chúng ta nhớ cái công thức này cũng được. Chúng ta mượn bit thì chúng ta tính đây, đây là mượn bit này, mượn bao nhiêu bit này ha. Mượn bao nhiêu bit chúng ta tính một cái này. Rồi tính đây là chúng ta, tôi đang chỉ các bạn cách tính một sự tránh mắc nhé. Tính mắc. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái đó hoặc là chúng ta có thể dùng cái cách khác nữa. Cái công thức như thế này tôi giờ chúng ta chụp đây cái công thức thứ hai đó là cách một tương tự tôi có một cách nữa là cách hai. Cách hai các bạn không nhớ công thức thì các bạn sẽ làm cách này, tức là các bạn sẽ dùng cái gì đây, số bit mượn rồi cái mục thứ hai dưới đây thì nó sẽ là bước nhảy. Rồi thì chúng ta sẽ có cách tính như thế này. Đây ví dụ như ta mượn một bit, mượn hai bit, mượn một bit thì bước nhảy của nó sẽ là 128, tại vì số 0 chúng ta loại rồi đấy đúng không, số bằng 0 và 1 chúng ta đã không sử dụng rồi. Tương tự tôi mượn hai bit thì bước nhảy của nó là 64. Ta mượn 3 bit
thì bước nhảy của nó là 32. Tam bằng 4 biết thì chúng ta bước nhảy là 16. Mượn 5 biết thì bước nhảy là 8. Mượn 6 biết bước nhảy là 4. Mượn 7 biết bước nhảy là 2. Mượn 8 biết bước nhảy là 1. Rồi. Thì cái nhảy này thì chúng ta tính cái gì? Thì thông thường chúng ta sẽ dùng cái này các bạn, để chúng ta tính tổng số mạng, hoặc là chúng ta bước nhảy thì chúng ta biết cái bước nhảy của nó, mạng nó bước nhảy như thế nào, bước nhảy nó là bao nhiêu ha, của cái mạng đó. Đó thì đây là cái cách này chúng ta thường hay dùng những cái này để chúng ta tính cho cái subnet mask. Đó, chúng ta nhớ cái mục này ha. Đó, chúng ta thường hay dùng để tính cho đến mắt. Đó, tính sự đến mắt chúng ta nhớ bằng này. Và bản này chúng ta nhớ để tính toán cho nhanh hơn ha. Rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ qua tiếp một cái bài nữa. Ví dụ bây giờ tôi sẽ lấy một số ví dụ để các bạn dễ phân biệt, để chúng ta ôn lại những gì chúng ta học. Ví dụ bây giờ tôi sẽ có một số địa chỉ IP sau. Chúng ta có thể xác định cái địa chỉ IP, những địa chỉ nào sau đây sẽ là cái địa chỉ IP. Các bạn phải phân biệt được chỗ này thì chúng ta sẽ coi như bài học chúng ta sẽ thành công. Tôi ví dụ như tôi có một địa chỉ IP đó là 150.100.255.255. Địa chỉ thứ hai của tôi đó là 17127 đi. .34.25.189. Địa chỉ thứ ba của ta đó là 175.100.255.18. Địa chỉ thứ tư của tôi đó là 188.258.221.176. Địa chỉ thứ 5 của tôi đó là 195.234.253.0. Địa chỉ thứ 6 của tôi 195 hay trùng với trên kia nữa. 224.156.1217.73. Rồi, tôi lấy nấy thôi. Như vậy các bạn phải phân biệt xem dãy số nào sau đây là số IP. Tôi làm cái này cho các bạn để nhìn chút ha. Rồi, ví dụ như bây giờ cái IP đầu tiên của chúng ta thì nó là 150. Chúng ta xem cái 150 này nó nằm trong vùng nào ha. 150. Đầu chúng ta điểm cái đây, để tôi điểm cái khúc vào lên kia cho nó các bạn. Đây, tôi điểm ở đây ha, chúng ta sẽ nhìn. Chúng ta xa này ra chút xíu. Các bạn chú ý đây. Ở đây của chúng ta có phải là cái địa chỉ này, 150 này, chúng ta xem nó thuộc vùng nào nhé. 150 thì nó thuộc là nằm ở trong khoảng nào đây? Ở khoảng này, tức là nó lớn hơn 128 và nhỏ hơn 191. Như vậy thì nó thuộc IP lớp B. Mà IP lớp B thì nó sẽ khóa hai bậc đầu các bạn, đúng không? Cái số 255 nó sẽ khóa hai bậc đầu. Rồi còn lục bậc sau của nó đó là phần hot ID, phần trước nó là phần net ID. Net IP nó nằm hai bậc đầu, phần hot ID này.
Như vậy hot hay be thì như chúng ta đã làm, tức là không được quyền đồng thời đồng không được quyền đồng thời bằng không hoặc không được quyền đồng thời bằng một. Trường hợp này nó vi phạm cái địa chỉ này là đồng thời bằng một khi chúng ta chia ra cái dãy số nhị phân. Như vậy cái lúc này chúng ta đây không phải địa chỉ IP, mà như vậy thì nó là địa chỉ gì? Thì đây chính là địa chỉ Rockcap ha. Đây, địa chỉ Rockcap chứ không phải địa chỉ IP. Đó, như vậy cái câu này, mục số 1 này ha. 1 2 4 đánh dấu cho cái dễ xem ha. Rồi, như vậy mục số 1 không phải địa chỉ IP mà đây chính là địa chỉ Rockcap. Tại vì điện là những này khóa từ đây đến đây, tức là khóa đó là 16 bit. Như vậy đằng sau phải là khác nhau chứ không được quyền đồng thời bằng không hoặc đồng thời bằng 1. Trường hợp này nó vi phạm đồng thời là bằng 1, cho nên là đồng thời 1 chỗ này. Cho nên là chỗ này không phải là địa chỉ IP mà nó là địa chỉ Rockcap. Tương tự, cái địa chỉ IP là 127.34.25.198. Thì 127 các bạn so xem nó nằm ở đâu, nó nằm ở lớp A. Nhưng mà lớp A này chúng ta đã bị cái số loại ra hai số không sử dụng, đó là địa chỉ lúc bắt. Địa chỉ lúc bắt này đã được Microsoft sử dụng, cho nên là chúng ta đây không phải địa chỉ IP mà đây chính là địa chỉ lúc bắt. À, chúng ta liệt kê bên đây. Tương tự 188.258.221.176 thì chúng ta xem trước cái số octet đầu tiên thuộc lớp mạng nào. Octet này 188 này phải lớn hơn 128 và nhỏ hơn 191. Như vậy IP thuộc lớp B. Nhưng cái xét tới con số thứ hai này thì nó là 158 thì đây không phải là số IP, nó không thuộc theo lại trong đây hết. Thì đây không phải số IP của cái xét ha. Chúng ta điền ra là không phải IP. Rồi tương tự chúng ta xét tới lần này là 195, 195 ta show vào đây thì nó sẽ nằm ở trong khoảng 192 đến 223. Như vậy IP lớp B. Xét tiếp ô thứ hai có thỏa không? Thỏa. IP lớp 4 lớp thứ cái test thứ ba cũng thỏa luôn, test cuối cùng thỏa. Như vậy test này thì nó sẽ được khóa 3 bậc đầu. Tại vì lớp B sẽ số 255 nó sẽ khóa 3 bậc đầu các bạn, đúng không? Như vậy nó khóa 3 bậc đầu thì cái mục cuối cùng nó phải là khác nhau chứ không là bằng không. Như vậy địa chỉ này có phải là địa chỉ mạng không các bạn? Địa chỉ IP hay không? Không, đây là địa chỉ mạng. Địa chỉ mạng khi khóa nó ở đây mục này là 3 bậc đầu tiên. Tại vì nó đồng 3 bậc đầu tiên 255 nó khóa rồi thì mục cuối cùng là nó phải khác 1 hoặc khác 0. Trường hợp là nó bằng không, tức là không phải địa chỉ IP mà đây chính là địa chỉ mạng. Đó. Địa chỉ của một mạng ha. Mạng địa chỉ đây là địa chỉ mạng của lớp C nhưng mà không phải địa chỉ IP. Địa chỉ IP thì cái mục này nó phải là số 0 thì cái máy khác nó lên nó phải là địa chỉ số 1 trở lên ha. Hoặc là số 2, số 3, số 4 trở lên nó tăng dần. Ví dụ máy 1 thì nó là địa chỉ 1 nhưng máy 2 là địa chỉ 2, máy 3 là địa chỉ 3. Còn chỗ này nó ghi bằng 0, tức đồng thời bằng 0, tức là nó vi phạm chỗ này. Đó, như vậy IP này thì vi phạm cái chỗ này. Còn cái IP này thì nó là vi phạm chỗ này. Đó. Rồi cho nên là đây không phải địa chỉ IP mà đây là địa chỉ mạng. Tương tự như vậy, cái địa chỉ 224 này, 224 nằm trong khoảng nào? 224 các bạn thấy nó nằm ở trong của lớp D. Như vậy lớp D này chúng ta cũng không sử dụng làm IP. Mà lớp D này đây chính địa chỉ multicast. Nên là chúng ta cũng loại luôn ha. Đó. Rồi như vậy tổng cộng chỉ có một dãy số địa chỉ IP duy nhất, đó là cái con số này. Đó. Rồi. Như vậy đây là cái bài học hôm nay chúng ta thôi để ngắn giảm bớt cái video thì bài này tôi giới thiệu như thế này thôi. Thì bài sau tôi sẽ giới thiệu tiếp các bạn tiếp cái phần học địa chỉ IP. Thì đây chúng ta học một số cái phương pháp chuyển đổi của nó ha, phân biệt các lớp mẹ. Rồi chúng ta biết cách chia chuyển nhị phân thành tập phân thành nhị phân, biết cách mượn bit ha. Đó chúng ta phải học thuộc. Tóm lại chúng ta học thuộc bảng này các bạn này. Học thuộc bảng này. Rồi. Cái này thì bắt buộc chúng ta phải học thuộc rồi ha. Lớp này chúng ta cũng phải học thuộc này. Đó, học thuộc cái này luôn. Học thuộc luôn ha. Học thuộc như vậy, học thuộc 1 bảng, 2 bảng, 3 bảng. Đó 4 bảng, 5 bảng, 6 bảng ha, các bạn học thuộc đây. Đó. Rồi, thì tạm bớt video thì cái bài hôm nay chúng tôi kết thúc tại đây thôi ha.